Nhưng mà người lao làm mà là tiền lao mà. Thế cũng bị phí nặng này. Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là có người lao sáng làm bọn lạc phí à. Lạc phí lao à. Đây. Đây. Thịt sống à. Không may. Thịt sống à. Sống thịt tươi mà. Đây là phí này. Cả nhà. Úi giời ơi. Anh nào ăn được không? Đây, đây là người lao đây. Người Lào làm đấy. Người Lào chào thế nào? Chào Việt Nam thế không? Đây là người Lào làm cái bọn cái đấy lạp phì à? Không. Lạp phì. Lạp phì sống rồi. Đấy. Có cả giá phải không? Giá bò à? Giá bò này thịt này. Và cái nước phì này trong được bỏ vào. Bỏ lạc nữa. Bỏ lạc nữa. Đây là món gì đây bạn Hải? Đây là món tiết canh. À tiết canh bò á? Tiết canh bò. Hôm nay là toàn món bò hết. Phong cách Lào. Này đầu bếp đây. Đầu bếp và chuyên gia đầu thẳng cố ngư. Bây giờ là chuyển sang món tiết canh bò. Tiết canh bò. Bò này, lưỡi bò này. Đây, lưỡi. Đầy đủ. Hỏi thì có ông người Lào này ông ăn xem không? À, lần làm ăn, ăn xem. Thử ăn không? Thử ăn ạ. Ăn đấy ăn này để... Chào thử nhá. Đấy. Ngon không? Ngon không? Ngon lắm. Này, người Lào mà nói được tiếng Việt Nam cả nhá. Đấy, mọi người này. Cả nhà thấy không? Thịt là sống, thịt bò sống nhá. Dạ, cũng ổn định. Để lăn tải, bỏ chanh vào. Chưa bỏ nước tiểu vào à? Chưa bỏ nước tiểu vào à? À, không bỏ chanh à? Không bỏ chanh. Không bỏ chanh, nó có chín không? Không có chín thì đâu. Không chín mà đắng mà. Món pỉa mà. À, món pỉa à? À, cháu tưởng nó bỏ chanh nữa. Dạ, dạ, bỏ. Dạ, dạ, rồi ok hơn. Cả nhà có ai ăn được không? Dạ. À, chưa bỏ pỉa vào à? Bỏ rồi. Đấy, cái này để làm gì? Thưa. À, thưa. À, thưa. À là bỏ cái nước tỉ này vào đấy cả nhá nhá. Ăn ăn mạnh cái đi. Bỏ á. Ăn mạnh em bỏ xem nào, bỏ vào xem nào. Ui cho cái món tiết ý hơi gì đẳng cấp đó. Đấy cả nhà có ai ăn được món này không? Ừ. Bỏ vào okay. Trộn đều. Đấy, bác tưởng nó bỏ chanh nhá, không bỏ chanh nhá. Không bỏ. Đáng này bỏ chanh nó ấy nhá, nó chín thêm chứ. Chín, ngon, ngon rồi, kiểu khác lắm. Thử ăn mạnh ra xem. À, tí mà để. Thử mai là hết. Ngon luôn này. Sử mai hết. Ngon không? Ừ, ngon lắm. À, đấy là cái món pỉa nhá nhá. Pỉa món này thì bắt không ăn được. Thử đấy. Có ngon mà bạn. Không ăn được. Nguyên luôn. Là... Cùng thấy họ ăn nhiều cho bác thì chịu thôi. Món này phải đi xóa xưa. Thấy nó sống quá. Đây cả nhà, mọi người ai ăn được cái món này không? Đây ai, mọi người cho một cái bình luận dưới nhá. Tiết canh lao là còn đây là món tiết canh của bạn Hải này. Thì canh bò này thì ăn được này. Tiết canh bò này. Có cả giá bò. Một ít nữa là phong cách Lào. Đây là làm theo kiểu một Lào là có một ít giá đây nè. Lào có giá, Việt Nam ta làm gì có giá đâu, không bỏ giá đâu. Đúng rồi. Không bỏ giá. Ta là làm... Giờ là đổ tiết vào. Giờ là bỏ tiết vào là ok đây. Này, hôm nay người Lào tháng là có hai món này cả nhà nha. Tiết canh. Và lạc phì. Tiết là xong. Đấy, bỏ tiết vào đấy. Giờ bỏ tiết vào. Đổ đổ vào luôn à? Không à, đổ mấy đấy. Đổ đánh như bình thường nhá. À, còn như bình thường á? Ăn làm cá gì à? Đều hút phì à? Treo à, làm chèo á kìa nó làm được chậm mà à, giờ là làm món tiết canh nha cả nhà này. Này mọi người ăn được tiết canh bò không? Này toàn những món độc lạ nha cả nhà nhá. Mọi người cho một nhận xét bình luận xem nào những ai ăn được nhá. Chưa món này vẫn đặt đây hai sắm mạnh lắm không chưa này. Chưa vậy? Chưa thấy món ăn thịt bò cả. Ui trời ơi, ăn luôn đấy.
Úi trời, ngập mồm rồi. Ngon không? Ngon. Tuyệt vời. Bản sắc của phải là ấm miệng cái đó, cái em ngon. Đã đủ rồi, Lê Thiên. Lê Thiên. Chưa. Rồi. À. Ông Lào này ăn này. Ăn lập bì sọng tiết cánh. Tiết cánh sọng. Ngon đi. Ngon không? Ngon. Ừ, tuyệt vời lắm. Có người Lào tháng mới được ăn món này này, đúng không? Đặc, queo. Nó hơi nhẹ. Món này. Ngập bụng. Khỏi lúc nào, khỏi lúc nhắc quay được mà. Đây là đầy giá tí lề. Đấy. Đầy giá tí lề, ngập mồm món Lào. Ủa, chân đi còn. Ủa mà. Ông ăn được à? Chắc phải là. Anh Ngọc ăn được món này không? Món này món thịt trống à? Anh không chơi được. Đây, đây là món lạp vỉ sọng Lào. Bò đấy. Cái món ăn thịt trống của Lào nha anh em. Món này là thịt trống này. Cuốn chấm cái vỉ à? Chấm với cái nước vỉ đi ngập. Ui trời. Ui